Rồi, xin chào tất cả các anh em. Đây, mình sẽ quay mấy cái chỗ cái đăng này cho anh em xem cho đỡ buồn. Đây, hôm nay quyết định tôi khiển súng này ra để xem cuối cùng ra cái hệ này. Thì còn một cái chỗ cắt đang nối của cái cầu trước này nữa thì tại hàng đang chưa về nên chỉ quay tạm ba cái cầu sau này thôi. Vừa nãy mình đi số chậm, giờ mình gảy sang số nhanh nhá. Đây, hiện tại chưa lắc luôn. Để giữa thì nó sẽ vào cái chế độ số mo. Đây, đào thẳng lên trên. Trời, chạy rất là êm các bạn nha. Các cái cầu này là đều là cầu khóa đi xa hết. Chiếc xe này dẫn động 8 bánh. Tất cả các bạn có nhìn này, cái cầu nào mà nó có cái dây này thì nó là cái cầu khóa. Đây, cầu nào cũng khóa hết. Mình nó lười vãi chưa lắp được servo. Đây, servo này một cái là cái servo để kéo dây khóa đóng hoặc đi sai. À, bên này thì là siêu lái. Các bạn thì mình đã lắp hoàn thành xong cái bộ kit này rồi. Bây giờ thì đợi cái cabin và cái bộ dàn hơi nữa thôi. Rồi xong, một chiếc SLT 8x8.